Ok, và sau đây em sẽ test cho anh em xem nha. Đây, em di chuyển ra đây quay cho nó sáng anh em dễ thấy hơn. Rồi em quay tổng quát lại, tổng thể lại cái lông này cho anh em xem một lần nữa nha. Đó. Rồi, quay trên cao quay xuống này. Cầu tử rất là dài, thì cầu tử dài thì con chim cu bổi nó sẽ ham nhảy hơn anh em ha. Thì nói chung là được kia mất nọ, dài quá thì nó bất tiện, mà dài thì nó sát bổi hơn, nó cu bổi nó dễ nhảy hơn, gọi là dàn nhảy hơn á. Đó, anh em chơi cu thì cũng đã biết rồi. Thì đây, sau đây em sẽ test cho anh em xem này. Cái này là cây sắt đùa vô trong con cu, em ví dụ như trong con cu gáy á, nó bay nó đậu vào cầu tử này và nó sẽ bật và nó bị rút, nó rút chân và nó sẽ bị dính vào tụ này, dính tụ. Và nhiều anh em cũng gọi điện hỏi là cái chân con cu nó có bị này ảnh hưởng gì không. Cái này là do cái kinh nghiệm của người thợ là anh em ha. Tại vì khi mình vắn cái lò xo thì mình canh chỉnh bao nhiêu vòng, bao nhiêu tua và mình sử dụng cái lò thép gì mình để làm lò xo thì nó sẽ ổn định và tốt hơn. Thì em làm trước giờ em bán biết bao nhiêu đơn hàng rồi, không có ảnh hưởng gì anh em ha. Tại vì khi nhiều người thợ thì người ta làm số lượng ít, người ta không canh chỉnh được cái dòng của cái lò xo, thì khi mà anh em tăng mà nhị quá thì con cu nó dính á, là nó sẽ bị thòng dây dính cu vô lò xo nhị quá, con cu nó dậy nó bay nó dậy á, là dây nó sẽ tụt lại và cái lò xo nó yếu quá nó không có níu ra được, là dây nó bị thùng là khi mà dính vào nó sẽ bị con cu nó bay, nó mắc hồn, nó bay nó quằn trên những cái cành cây cờ bên á, là sẽ bị dính vào, nó mắc vào những cái cành cây đó thì rất là khó để mà anh em lấy cái lòng này xuống, cho nên nó bị vướng. Như em cũng gọi em phàn nàn cái vụ đó là phàn nàn là những cái sản phẩm của shop khác nha anh em ha, chứ không phải là bên em. Cứ gọi hỏi sao anh mua cái lòng của bên kia bên nọ sao cứ dính mà nó bị vấn cho nên đó là sao yếu. Còn nhiều cái trường hợp là sao mạnh, là vấn quá mạnh, nó rút quá năng thì chân con cu nó rước cái gọng dây nhờ nó mạnh á, nó rước vô cái là sao mạnh quá nó rước. Anh em tựa như lấy cái ngón tay mình, anh em hình dung đi, bút cái nó rước vô cái ngón tay mình ứa máu luôn, là lúc đó mới ảnh hưởng con trăn con chim. Anh em hiểu không, cái gì nó cũng có cái giới hạn của nó, mình làm sao nó có cái độ dịu đàn hồi đó. Anh em coi em test này, tựa lên trăn con chim này đúng không, nhảy vào bật gút liền, gút rất là dịu nha đó, rất là dịu, nó có cái độ nhịp khi con cu mình nó nhảy nó nhịp như thế này đó, rất là dịu luôn, không quá nặng, nó nhịp như thế này đó, rất là ok nha. Cây này cây sắt, cái cây sắt mà nó rút như thế này là trăn con chim không bao giờ xảy được anh em ha, tại vì trăn con chim nó có những cái ngón chân đó nữa đó. Ok, thì clip đến đây là cũng đã dài rồi, em xin kết thúc clip ở đây. Nếu em nào có nhu cầu thì đặt hàng thì hãy liên hệ để mình đặt hàng ha. Anh em nào thấy hay thì hãy cho em một lượt like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký kênh để theo dõi những clip mới nhất của em ra. Cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo.